Ngọc Thơ, thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bất ổn thể chế dẫn đến khủng hoảng bất động sản. Ngày 15 tháng 5, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, Nguyên trưởng khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam. Bài viết có tựa đề, thời kỳ hoàng kim tăng trưởng của lĩnh vực địa ốc đã kết thúc do bất ổn thể chế. Theo tác giả, khủng hoảng bất động sản xảy ra khi đang có bất ổn thể chế và những bất ngờ ngoài tầm toàn trị của Đảng Cộng sản. Trong khi chế độ lung lay trước quốc nạn tham nhũng nghiêm trọng, tha hóa quyền lực mang tính hệ thống, người dân mất phương hướng và xã hội rối loạn thì đại dịch Covid-19 cùng với chiến lược zero Covid đã khiến nền kinh tế tê liệt, trong đó lĩnh vực bất động sản bị đóng băng. Hình ảnh bài trên AFA Chính sách phong tỏa do Covid đã được bãi bỏ vào nửa cuối năm 2021 nhưng hậu quả để lại nặng nề cho đến nay, thị trường bất động sản không thể phục hồi được. Chính phủ đang lo ngại cuộc khủng hoảng địa ốc sẽ kéo dài sụt giảm tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Tác giả phân tích cùng với khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được coi là trụ cột ngoại chiếm trên 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Lĩnh vực bất động sản là trụ cột tăng trưởng nội có tầm quan trọng. Bất động sản cùng với một số ngành ăn theo chiếm khoảng 15% GDP, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm, tăng thu nhập của một bộ phận dân cư, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn, du lịch và cơ sở hạ tầng khác. Ngoài ra, nó còn là động lực mạnh mẽ chuyển đổi sang thị trường sau thời kỳ đổi mới từ năm 1986 rồi thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời, đã đánh dấu bước chuyển về chất sang thị trường. Rất nhiều doanh nghiệp và đại gia triệu phú xuất hiện mà trong đó phần lớn đã giàu lên nhờ kinh doanh hoặc các liên quan đến bất động sản. Nhận định quan trọng cho giai đoạn hoàng kim tăng trưởng bất động sản này là quyền tự do được mở rộng, kích thích sáng tạo và sự thịnh vượng sẽ theo sau tuy nhiên đi kèm với sự phát triển là những biểu hiện mặt trái của thị trường trong đó có một số kiểu trục lợi có thể gây ra nguy cơ tha hóa quyền lực đối với chế độ toàn trị của đảng cộng sản nguy cơ đe dọa sự độc tôn lãnh đạo ngày càng lớn trong đó sự tha hóa quyền lực hiện hữu ngày càng nghiêm trọng tầng lớp quan lại suy thoái gia đình và thân hữu trở nên giàu nhanh không chính đáng vì tha hóa quyền lực phơi bày sự bất công của chế độ đặc quyền đặc lợi Vốn là đặc trưng của chế độ tập quyền, tự diễn biến trong nội bộ đã hình thành phe phái phá vỡ sự thống nhất lãnh đạo độc đảng, bị lấn át bởi quyền hành pháp khi nó mang lại lợi ích cho đa số ủy viên ban chấp hành trung ương đảng hình ảnh một dự án bất động sản. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, người ta nói đến sự điều hành bởi chính phủ kiến tạo, đặt trọng tâm vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích khởi nghiệp tuy nhiên thực tế cho thấy tình hình kinh tế địa ốc đang đối diện với thách thức mới liên quan đến khủng hoảng trái phiếu bất động sản nguồn tiền từ hệ thống tài chính ngân hàng và người dân nhà đầu tư đã bị hút vào vòng xoáy hố đen bất động sản gây rối loạn nền kinh tế trong bối cảnh quốc tế và trong nước phức tạp biến động nhanh khủng hoảng địa ốc khởi phát tích tụ bùng nổ có liên quan đến bất ổn thể chế trầm trọng kéo dài từ đại hội 13 năm 2021, đảng tăng cường củng cố tổ chức để mạnh chống tham nhũng thanh trường nội bộ. Sự thanh lọc nhân sự được tiến hành thận trọng, đặt hồng, phẩm chất, trung thành với đảng với lý tưởng cộng sản lên trên chuyên, tiêu chuẩn kỹ trị. Bất ổn thể chế khiến cho cả nền kinh tế và mỗi người dân phải trả giá đắt. Khi tăng trưởng sụt giảm, cảnh báo về thời kỳ hoàng kim tăng trưởng nói chung và lĩnh vực địa ốc nói riêng đang kết thúc. Tác giả kết luận bài học lớn nhất từ bất ổn là kiểm soát quyền lực, nhưng đáng tiếc giải pháp lại chỉ là quyền lực tuyệt đối. Giờ đây, sức ép đảm bảo tính chính danh cho đảng Cộng sản sẽ lớn hơn là thúc đẩy kinh tế. Tuy nhiên, nỗ lực củng cố quyền lực đảng, nhà nước không kiểm soát bất ổn lại đang khiến bộ máy điều hành trì trệ, cản trở cải cách chuyển đổi thị trường, hạn chế tự do, triệt tiêu động lực tăng trưởng. Liệu quyền lực tuyệt đối có cứu được khủng hoảng tăng trưởng khi các hoạt động kinh tế và hành vi con người đang chịu đựng và phụ thuộc ngày càng lớn vào nó? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Bất ổn thể chế dẫn đến khủng hoảng bất động sản Quan chức Việt bị soi đồng hồ 6 tỷ Ngày 14 tháng 5 trên AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Lâm Thế Minh Nguồn gốc một chiếc Patek Philip 6 tỷ Hình ảnh bài bình luận trên AFA Mở đầu tác giả nhắc đến sự việc Chủ tịch Quốc hội Pháp ông François de Rugy cách đây 3 năm bị cáo buộc là tổ chức tiệc tùng xa xỉ bằng tiền ngân sách. Trang tin đó tố cáo ông de Rugy nói đó là bữa ăn đắt đỏ với tùm hùm và rượu vang giá 560 đô la một chai, khoảng hơn 13 triệu đồng tiền Việt dân Pháp nổi giận, họ biểu tình kêu gọi ông Draghi và cả Tổng thống Emmanuel Macron từ chức vì cho rằng chính quyền của các ông này không đứng về phía người nghèo. Trước sức ép của dư luận, ông Draghi đã phải từ chức. Tác giả so sánh vào năm 2020, Pháp là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới và thứ ba ở châu Âu tính theo GDP. Cùng năm đó, nền kinh tế Việt Nam xếp thứ 40. Như vậy, nền kinh tế Pháp cao gấp khoảng 18 lần Việt Nam chai rượu vang 13 triệu đồng xét trên tương quan về thu nhập thì nó chỉ tương đương một lốc bia 6 lon, loại bia phổ thông giá rẻ ở Việt Nam. Tác giả cảm thán giá như ông là quan chức của Việt Nam chứ không phải của Pháp thì thách kẹo cũng chả dám thằng nào sồn sồn lên đòi ông từ chức. Tác giả dẫn câu chuyện từng được báo Việt Nam đăng tải một phó tổng giám đốc một tập đoàn tư nhân có quy mô tổng tài sản lên tới hàng tỷ USD kể có lần Trịnh Xuân Thanh thấy ông này đeo đồng hồ, liền chỉ tay nói, mày đeo cái này làm gì? Cái này đưa cho bọn lái xe đeo. Hình ảnh những chiếc đồng hồ Patek tiền tỷ tại nhà đấu giá Christie ở New York. Chiếc đồng hồ doanh nhân nọ đeo là một chiếc Patek Philippe giá 78.000 USD, khoảng 1,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Trịnh Xuân Thanh khoe với doanh nhân nọ, chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillion 6.002G phiên bản vỏ bọc bằng vàng trắng có giá 1,7 triệu USD, tức khoảng 39 tỷ đồng. Tác giả cho biết, theo báo Công an Nhân dân, vào năm 2019, chiếc đồng hồ của Trịnh Xuân Thanh đã được một nhà đấu giá Hồng Kông đem ra bán với giá khởi điểm 2,5 triệu USD. Từ chuyện xưa dẫn đến chuyện này, tác giả nhắc đến một cuộc họp báo thông tin về kết quả của Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực ngày 10 tháng 5 Tại cuộc họp báo này, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương, được nhìn thấy đang đeo một chiếc đồng hồ đẹp ơi là đẹp. Bọn xấu, mắt cú vọ, ghen tị quá, liền đem soi. Theo miệng bọn xấu, đó là chiếc Patek Philippe World Time Mecca, giá hiện tại khoảng 269.000 USD, tương đương hơn 6 tỷ đồng. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Yên bị soi, đang đeo chiếc đồng hồ được cho là trị giá 6 tỷ vẫn cứ theo miệng bọn xấu với chức vụ của ông Yên thì lương vào khoảng 15 triệu đồng một tháng một chút. Vậy mà đeo đồng hồ 6 tỷ. Tức là nếu ông Yên tuyệt đối không ăn không tiêu một đồng nào thì danh dựm 32 năm ông sẽ mua được chiếc đồng hồ này. Bọn xấu lại còn đào ra hình ảnh cũ bảo ông Yên có nhiều chiếc đồng hồ trị giá trăm ngàn đô la khác. Tác giả nêu vấn đề Ông Yên có thật sự sở hữu chiếc đồng hồ 6 tỷ hay không, chỉ cần một động thái của ban kiểm tra trung ương đảng thôi. Tác giả nhận xét cán bộ đã dám khoe khoang tài sản, ví dụ như chiếc đồng hồ trị giá 3 40 năm tiền lương kia thì chỉ có thể là một là cán bộ mình được nhân dân thương yêu quý mến bèn tặng cho món quà để tỏ lòng biết ơn, hai là cán bộ mình có nhiều mẹ nuôi, em nuôi, nhiều người thân là thương gia giàu có góp lại mỗi người một chút. Ba là cán bộ mình đã lao động thối cả móng tay ngoài giờ làm việc Thứ tư là cán bộ mình được hưởng tài sản thừa kế từ ông bà cụ kỵ để lại Thứ năm là cán bộ mình đào trúng vàng hoặc trúng số độc đắc việc lót nhiều lần liên tiếp Hay có thể cán bộ mình là thiên tài kinh doanh trúng cổ phiếu hoặc đất đai Tác giả dẫn nhận định từ tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho rằng Trong các vụ án quan chức hủ bại thì đồng hồ là vật hối lộ thường xuyên nhất Ví dụ như ông Triệu Kiến Vĩ, nguyên giám đốc sở cảnh sát thành phố Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, từng nhận hối lộ 5 chiếc đồng hồ Patek philip trị giá 290.000 nhân dân tệ. Nhưng theo như tác giả thì đấy là Trung Quốc, chứ ở Việt Nam thì làm gì có ai mà tham nhũng, vụ cho công bọc của dân như thế là phải tội chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin quan chức Việt bị soi đồng hồ 6 tỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d